Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một đề tài khác của diễn hóa kiến trúc, đó là diễn hóa vật liệu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vật liệu là gì. Vật liệu là vật chất để tạo ra sản phẩm cụ thể nào đó. Những vật liệu tham gia vào xây dựng và hoàn thiện kiến trúc gọi chung là vật liệu xây dựng kiến trúc. Vật liệu dùng trong xây dựng kết cấu thô thì có bao gồm gạch, đá, xi măng, thép, v.v. Vật liệu dùng để hoàn thiện và trang trí kiến trúc bao gồm có gỗ tấm, gạch ốp, đá lát, vật liệu tổng hợp, da, lông, kính, gốm sứ, kim loại tạo hình, v.v. Như vậy thì dựa vào đâu mà chúng ta phân biệt được các loại vật liệu và vẽ lại chúng? Thì nhờ vào các ngôn ngữ thị giác mà nó biểu hiện, thì có 4 yếu tố ngôn ngữ thị giác mà nó biểu hiện. Đầu tiên đó là màu sắc của vật liệu. Các bạn có thể nhìn vào xung quanh mình, tất cả các vật liệu đều có màu sắc. Thí dụ như đây là chiếc bàn gỗ. Bàn gỗ này có màu vàng nhạt, còn sàn gỗ của chúng ta lại có màu nâu đậm. Đó là màu sắc của vật liệu. Tiếp theo, yếu tố thứ hai đó là bề mặt của vật liệu. Là vật liệu của chúng ta mềm mại, nhẵn mịn hay sắc cạnh hay thô ráp. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái ví dụ tiếp theo. Đây, một cái vật liệu. Đây, bề mặt sáng bóng, bề mặt thô ráp, bề mặt mịn, bề mặt gồ ghề. Đó là bề mặt của nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về độ tương phản và đậm nhạt của vật liệu. Độ tương phản cũng là một trong những đặc trưng của vật liệu. Thí dụ như trong hình này, chúng ta có hai thứ có độ tương phản rất là rõ. Đó là cây đèn bằng hợp kim này. Này, mình giả sử đây là hợp kim inox. Thì cái độ tương phản giữa sáng và tối của nó rất là cao và nhìn chung nó là một màu sáng. Còn tương tự như vậy, độ tương phản của khối hợp kim đen của chân bàn nè, thì nhìn chung nó là màu tối và độ tương phản giữa phần sáng nhất và tối nhất nó không cao. Đó là độ tương phản. Vấn đề còn lại chúng ta sẽ cần tìm hiểu đó là về độ trong suốt và độ phản quang. Vật liệu của chúng ta có trong suốt, có phản quang hay không? Chúng ta sẽ quan sát tiếp một cái này. Đây là đèn. Đèn được cấu thành từ vỏ đèn, từ thủy tinh. Thì nó vừa có độ trong suốt, vừa có phản quang những cái ánh sáng và hình ảnh bên ngoài. Tương tự như vậy thì chúng ta có nước cũng vừa trong suốt, vừa phản quang. Và chúng ta có gương là nó phản quang. Tương tự như vậy thì tất cả những cái bề mặt kim loại bóng nhẵn như thế này, nó đều có một cái độ phản quang nhất định. Chúng ta phải quan sát nó và phân tích trở thành là nó phản quang nhiều hay là ít, rồi chúng ta sẽ dần dần xử lý theo cái cách lên màu của mình. Gỗ cũng có một cái độ phản quang nhất định của nó nha. Đây sàn gỗ, nó phản quang nè, nó phản chiếu lại ánh sáng và hình ảnh của nó. Tuy nhiên thì nó rất là yếu. Một số cái vật liệu khác cũng phản quang cao, đó là gạch, nền gạch chẳng hạn. Đó cũng là một ví dụ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thực hành vẽ diễn hóa vật liệu. Đây, đây là những cái vật liệu mà Thư đã chuẩn bị cho các bạn. Đó là 6 loại vật liệu khác nhau. Thứ nhất là nước. Nước thì có rất là nhiều hình dạng để diễn tả. Tuy nhiên hôm nay Thư sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nước dạng sóng viền bờ biển. Thứ hai là kính. Thứ ba là cẩm thạch. Thứ tư là gỗ. Thứ năm là đá chẻ. Và đây cũng là một loại đá chẻ. Tuy nhiên loại này xếp từng cục với nhau gọi là đá học. Còn đây là đá chẻ ốp bên ngoài. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi màu nha. Trước tiên á, muốn vẽ vật liệu được tốt thì các bạn phải cảm nhận nó, bề mặt vật liệu của mình nó như thế nào theo 4 yếu tố Thư phân tích vừa rồi. Thứ nhất là về màu, thứ hai là bề mặt, thứ ba là độ đậm nhạt, thứ tư là độ trong suốt của nó. Thì thứ hai á, rồi tiếp theo á, là mình phải dựng hình sao cho nó đẹp và thu hút đúng với cái tính chất của vật liệu. Thứ ba là mình quan sát được cái màu của nó. Và cuối cùng là cái việc, cái khả năng mà ngồi miêu tả chi tiết của vật liệu á, cũng quyết định đến cái
kết quả bài vẽ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phủ màu cho nó. Trước tiên các bạn sẽ cần phủ qua một lớp nước nhẹ nè. Rồi, Thư sẽ phủ màu cát. Đây, cát của mình ở đây. Phủ lên trên. Đây nè, phần cát nó tiếp giáp với phần nước luôn, mình cứ đi trên nhẹ nhàng thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ phủ nước của nó. Phủ qua lớp màu nước ngoài đây đậm, rồi dần vô trong nhẹ. Rồi phủ tiếp một lớp đậm đặc hơn. Đây, nó có từng lớp sóng như thế này nè, mình cũng phủ từ từ, không vội. Sóng là những cái bọt trắng, chúng ta sẽ xử lý nó bằng bút trắng. Tuy nhiên bạn muốn xử lý trong giai đoạn này, bạn sẽ dùng cái khăn giấy của mình hút ra những cái vị trí mà nó có bọt trắng nha. Ví dụ như thế này, hút ra, hút màu ra bớt cho tạo thành những cái vân bọt trắng. Đây, như thế, đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi cái mảnh vật liệu thứ hai, đó là kính. Thì kính ở đây mình cứ phủ qua một lớp nước nè, xong rồi mà mình đi một lớp màu nhẹ qua nó, đi từ đậm tới nhẹ, rồi thả ra, không đậm nữa, không đi đều nhé. Ở trên này mình cũng đi đậm lên chút xíu như vậy. Kính này xanh hơn cái kính ví dụ thư vẽ sẵn nha. Rồi mình sẽ đợi nó khô và mình mới thực hành lớp tiếp theo. Bây giờ trong thời gian chờ cái này khô, mình sẽ đi luôn cái vật liệu tiếp theo, đó là cái cẩm thạch của mình. Thì mình tô qua trước một lớp nước trắng cho nó, sau đó thì mình đi màu xám. Thì chỗ xám này nè, mình cũng đi có chỗ đậm chỗ nhạt, không phải là chỗ nào cũng đậm hết. Các bạn lưu ý không phải là vị trí nào cũng đậm. Đây, vị trí đậm, vị trí nhạt. Rồi mình tăng cường thêm cho nó một cái độ đậm nữa, đậm hơn một chút xíu tại một số vùng mình thích. Ví dụ như ở đây, cẩm thạch của mình vân loang rất là nhẹ nhàng và mềm mại, nên mình lưu ý loang nhẹ nhàng mềm mại tự nhiên nha, đừng có. Rồi nó như thế này thôi. Rồi chút xíu nữa nó sẽ có một vài vị trí nó có vân trắng sáng hơn hoặc vân tối hơn, mình sẽ xử lý thêm. Bây giờ mình muốn lấy vùng sáng, mình sẽ lấy thế này, lấy khăn giấy hút cái màu vị trí đó ra. Rồi đơn giản nha, đó là cẩm thạch. Rồi tiếp theo mình sẽ đi màu gỗ. Để đi màu gỗ, để tả được gỗ thì mình trước tiên mình phải dựng hình được cái vân gỗ như thế này. Dựng hình vân gỗ á, thì bạn nghiên cứu một số hình vẽ dẹp, hoặc là chút nữa chị sẽ chụp cho các bạn xem. Cũng có rất là nhiều tài liệu về vân gỗ. Mình sẽ đi màu tổng thể của gỗ. Thì trước như thế này, đi qua một lớp luôn. Màu gỗ cũng tương tự như màu cẩm thạch, không phải là chỗ nào màu cũng đều, nên khi mà màu gỗ còn ướt á, các bạn có thể đi qua một lớp màu đậm nữa. Như thế này, tại một số vị trí mình không cần thiết phải đi đều hết. Một vài chỗ nó sẽ nhạt hơn, mình sẽ hút ra bớt. Tóm lại là mình sẽ không vẽ cái gì nó quá đều. Rồi mình tạo hiệu ứng như thế này, xong rồi mình chờ đợi nó khô, mình sẽ miêu tả chi tiết thôi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi phay phần gạch nè. Thứ nhất là phần đá học, thứ hai là phần đá chẻ. Thì ở dưới đây là đá học, còn bây giờ trên đây là đá chẻ ớt. Thứ hai đảo ngược thứ tự của nó chút xíu. Mình sẽ đi lớp màu tổng thể của nó trước. Ví dụ như trên cái phần đá chẻ ớt này, mình đi màu xám cho nó qua lớp xám.
Tại vì màu xám của nó đậm á, nên tôi đi trực tiếp luôn, không cần phủ lớp nước. Tại cơ bản nó không cần phải chuyển màu. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ phải chấm cho nó một chút xíu màu xám đậm hơn một chút để tạo cảm giác ấm của đá. Thường á, đá của mình nó màu xám nhưng mà nó cũng sẽ có sự thay đổi sắc độ đôi chút, chứ nó không có đều nhau. Các bạn thêm một chút hiệu ứng cho nó sinh động hơn như thế này. Đó, như vậy thôi. Mình vẽ đẹp, mình lên màu sơn nhìn nó cũng ra vật liệu, mình không cần phải vẽ quá nhiều. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi màu ở dưới này. Thì cái đá dưới này màu nó phức tạp hơn chút xíu, mình sẽ đi qua một lớp màu xám nhạt, sau đó qua một lớp màu vàng nâu nhạt. Đây, kết hợp một xíu màu vàng nâu nhạt ở bên dưới và tiếp tục luân phiên đó là một lớp màu xám nhạt. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi lên ẩn một chút xíu màu nâu cho nó. Rồi, nếu bạn thích bạn cũng có thể đi một chút màu đỏ hồng. Ví dụ bên đây nè, nó cũng có chút xíu màu đỏ hồng. Tại cơ bản, những cái khoáng thạch đều được sinh ra từ dưới các lớp tầng tích của cái núi lửa, nên các bạn sẽ nó có phần nào nghiêng nhiều về cái màu của dung nham núi lửa, nó sẽ có một chút màu như vậy. Cái hiệu ứng này khi mà giấy bạn loang tốt thì bạn cũng nên thử, còn không thì thôi cũng được, không sao hết. Rồi, như vậy công việc tiếp theo của chúng ta bây giờ đó là chờ đợi tất cả những vật liệu này, cái lớp màu đầu tiên nó khô, chúng ta sẽ đi đến lớp thứ hai. Bây giờ mình thăm dò nhé, xem cái vật liệu nào nó đã khô trước. Đây, à, thương nghĩ cái phần cẩm thạch này nó khô nè. Bây giờ mình sẽ đi màu của cái phần cẩm thạch trước, tại vì nó khô trước mình sẽ đi trước nha. Tranh thủ thời gian mình sẽ vẽ vân cho nó. Nó có một số cái vân như thế này. Vân cẩm thạch là những cái đường nứt không liên tục và nó pha tạp chất nên nó có màu khác biệt so với tổng thể của khối đá tổng thạch. Còn cái khối đá nào mà nó trắng tinh là nó quá tinh khiết rồi. Đó là những khối đá rất tốt. Rồi, mình sẽ vẽ những cái vân bên trên này, nếu mình thích nhiều. Rồi, như vậy thôi cũng đủ để diễn tả được cái khối đá cẩm thạch của mình. Ê, thì sửa camera lại, hơi mất kiểm soát với nó một chút xíu. Đây, khối đá cẩm thạch của mình. Lấy cẩm thạch, mình thích cái này đậm, mình có thể đi thêm một lớp nữa cho nó đậm nha, không có giới hạn. Rồi đó, nó đã ra hiệu ứng cẩm thạch. Tiếp theo chúng ta sẽ đi hiệu ứng kính của mình. Kính của mình là cái màu hồi nãy mình đi luôn, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho cái hàm lượng màu của nó đậm lên một chút xíu. Hàm lượng màu sẽ đậm lên một chút. Mình đi qua các vệt này, ví dụ như ở đây. Mình dùng băng keo giấy chặn trước để mình đi có thể thoải mái và tăng cái tốc độ hơn. Khi đi xong mình lột nó ra. Khi màu còn ướt á, mình cho một cái phần kính này nó đậm hơn chút xíu để tạo sự sinh động. Rồi, như vậy là mình đã tiếp tục thực hiện được một vật liệu nữa, đó là kính. Sau khi mà nó khô, mình sẽ đi lại một vài nét bút trắng như thế này. Nó sẽ ra hiệu ứng kính, nhìn nó rất là nét. Hiện tại chúng ta còn một số công việc ở vị trí này.
đó là đi cái lớp sóng nước này nè, ở ngoài càng xa nước càng sâu nên màu nước nó sẽ càng đậm như vậy. Vào trong bờ mực nước nó sẽ cạn dần nên cái màu nó sẽ không còn đậm nữa, nó sẽ nhạt dần. Từ bản thân ta cũng phải có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp nhé. Có thời gian thì các bạn sẽ ngồi nghiên cứu làm sao cho nó tinh tế dễ thương, còn đưa là chỉ hướng dẫn nhanh thôi, các bạn sẽ vẽ được những cái bài tốt hơn. Rồi mình sẽ đi một cái màu cát nè, cho nó dễ thương đậm đà hơn chút xíu, ấm áp lên. Rồi đó, khi mà lớp này khô, chúng ta sẽ dùng bút trắng để chấm thêm một số cái hạt bọt như thế này, là nó sẽ tạo ra hiệu ứng. Còn các bạn thích màu đậm đà hơn nữa, các bạn sẽ đợi nó hơi khô và mình sẽ đi một lớp cho màu nó đậm đà hơn. Còn với thư diễn họa sơ như thế này là đã đủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với cái phần tiếp theo, đó là diễn họa cái vân gỗ nè. Mình tiếp tục cái công việc hồi nãy. Hồi nãy mình có màu nền rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt màu vân nha. Màu cát vân á, thì ở bên trong đậm, rồi nó sẽ ra ngoài nó nhạt dần. Mình cứ đi như vậy, rồi chút xíu nữa mình sẽ phải điều chỉnh nó lại cho nó phù hợp. Đi theo cái phân mình đã vẽ trước một lớp màu thiệt là mỏng. Nếu mà bạn thích đổ màu tối thì bạn sẽ đi nó tối hơn ngay từ đầu, rồi cái lớp tiếp theo để tả vân nó sẽ tối hơn nữa. Tôi thì ở dạng màu này thôi. Đơn giản và dễ xử lý. Rồi, đây mình thành một cái ván gỗ khá là nhạt. Như vậy nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xử lý cái phần gạch này. Phần gạch này, thật ra thì tới đây các bạn có thể đi cái rãnh của cái ô gạch là được rồi. Mình không cần phải làm thêm. Thí dụ như là cái phần rãnh mà tôi mô tả nó là như thế này. Đó là những cái khe giữa các ô gạch. Đây. Nó là một màu xám đậm nha, không phải là đen. Khoan hãy xử lý nó là màu đen. Đây là một cái mảng đá tương đối, có thể hiểu nó là đá. Nhưng mà bạn muốn xử lý nó thêm chi tiết hơn á, thì bạn làm thêm một số hiệu ứng thôi. Ví dụ như thế này. Như vậy nó cũng ra một cái hiệu ứng khác, các bạn cứ việc thử trên bài mình trải nghiệm nhiều vào. Rồi tiếp tục bên dưới đây, cái cách mà đi cái vân nó cũng tương tự, mình đi những cái khe này mình tạo hiệu ứng lồi lõm á, thì mình phải đi thêm lớp nữa để tạo cái hiệu ứng cái miếng đá, cái mặt một viên đá nó gồ ghề. Còn đây mình cách này là chỉ tả cái tổng thể của cái mảng mình thôi. Nếu bạn muốn đi thêm thì bạn bắt buộc phải có nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu cái bề mặt nó. Còn mà bạn cứ vẽ như thế này là đã được. Rồi, bây giờ mình thử đi một cái viên đá có bề mặt khác biệt xíu. Đó là nó có sự chuyển màu bên trong mỗi viên nha.
Cái này thì mình cần nhiều thời gian làm chứ không phải là làm là cái nó thành công liền. Rồi, cái nào mà hơi lố tay á, mình lấy khăn giấy mình chấm bớt. Khăn giấy chấm bớt này là đồng thời nó cũng sẽ tạo hiệu ứng sáng tối cho cái viên đá của mình. Tùy vào cái hình ảnh mà bạn chọn để tham khảo thì cũng tùy vào mục đích là bạn muốn tả cái viên đá này nó đặc sắc được bao nhiêu phần trăm so với cái hình thì bạn sẽ phải đầu tư thời gian cho nó. Còn đây là cách làm của Thư thì chỉ hướng dẫn qua như vậy thì chắc chắn là các bạn khi thực hành lại sẽ xuất sắc hơn rất là nhiều. Mình nhấn nhẹ chút xíu nữa. Rồi, khi mà các bạn nhìn á, các bạn nhìn mấy cái khe đá này nè, mình cảm thấy nó không đủ đậm á thì mình sẽ đi một lớp nữa cho những cái khe này đậm lên cho nó rõ chi tiết. Còn khi nào mà bạn muốn chi tiết mờ thôi á thì bạn không cần phải nhấn lại như vậy đâu. Rồi, bây giờ Thư sẽ kết thúc bài diễn vật liệu của Thư tại đây. Nếu mà các bạn muốn làm chi tiết hơn thì các bạn sẽ nghiên cứu kỹ, thật kỹ hình mẫu của mình. Và ở đây có một vài chỗ Thư chưa làm, đó là dùng bút trắng chấm những điểm bọt này lên những cái vân sóng nè. Thứ hai đó là dùng bút trắng để kẻ những cái sọc sáng này cho cái phần kính. Thứ ba là vẽ một số vân màu trắng lên cái nền cẩm thạch này. Rồi, tiếp theo đó là mình tả sâu vào vân gỗ, nếu mà màu đậm mình phải tả chi tiết nữa. Còn bạn thích mặt đá nó gồ ghề lồi lõm như thế này, bạn cũng sẽ phải ngồi tả thêm chút xíu, như là cái cục đá nào nó thụt sâu vô trong mình sẽ phải phủ một lớp màu xám như thế này. Ví dụ như cái này nó lùi sâu vô trong nè, thư phủ nó một lớp màu xám. Bạn muốn cái này lùi sâu vô trong so với những cục khác nữa, mình sẽ đổ bóng cho nó. Đó là như vậy nè, trường hợp nè, mình chìm cái cục này vô trong, sâu vô trong, hoặc là cục này nó đổ bóng nó lùi vô. Mình làm mình không thích làm vẫn được, đó vào dựa vào lượng thời gian có và cái mong muốn của mình thôi. Khi mà chọn hình các bạn phải chọn hình ảnh rõ nét và đẹp trước đã, rồi mình dựng hình cho đẹp thì cái kết quả cuối cùng của mình mới đẹp. Video tới đây thôi, Thư cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thư. Lần sau Thư sẽ thực hiện một cái video khác về cách vẽ cây mặt bằng, mặt đứng và các loại cây được áp dụng trong một số vị trí đặc biệt của công trình để tạo nên một bố cục hợp lý nha. Tạm biệt các bạn.